Mến chào quý anh chị khách hàng và các nhà đầu tư đã quay trở lại với kênh Nhà Đất Quận 12. Hôm nay Phúc xin giới thiệu cho quý anh chị một căn nhà cấp 4 có giá rẻ, giá dưới 1 tỷ. Căn nhà của chúng ta nằm trong khu nhà phố đồng bộ. Đường trước nhà của chúng ta có chiều ngang là 4,5 m. Khu nhà phố này thì khoảng hơn 20 căn nhưng đã được ở kín hết. Căn này là do một ông anh đổi qua nhà lớn hơn, gửi bán lại. Và bây giờ Phúc sẽ vào bên trong review cho quý vị xem căn nhà nha. Căn nhà của chúng ta có chiều ngang là 4m và chiều sâu là 9m. Có một cái gác lửng và hai bên tường thì cũng được chủ dán gạch cao lên 1m2, rất là sạch sẽ. Phía dưới là gạch bông 40x40. Phía trên thì có trần la phong. Và bây giờ đây là một cái phòng ngủ và nhà bếp. Cái tủ này chủ sẽ tặng lại cho quý anh chị. Phía nhà bếp thì cũng được chủ làm một cái kệ bếp lót đá hoa cương và bồn rửa chén bằng inox 304, và kế bên là nhà vệ sinh. Phúc cũng xin báo giá căn nhà một lửng có diện tích ngang 4 dài 9 là 980 triệu. Giá này chúng ta có thể thương lượng trực tiếp với chủ, chủ hứa sẽ bớt lọc lá cho chúng ta. Và lúc trước ở đây là một cái phòng ngủ, do chủ đi thì gỡ dán ra. Và trong phòng ngủ này có một cái máy lạnh chủ sẽ tặng lại chúng ta, một cái máy lạnh inverter rất là mới nha quý vị. Bây giờ mua cũng hơn 10 mấy triệu. Đây là toàn bộ quang cảnh phòng khách của chúng ta. Và bây giờ chúng ta sẽ lên cầu thang lên tầng lửng. Cầu thang thì được làm bằng sắt và gỗ. Phía trên tầng lửng gia chủ cũng chừa một khoảng không khoảng hơn 1,5 m để chúng ta thờ cúng ông bà. Và đây là toàn bộ quang cảnh phòng khách, có chiều ngang là 4m và chiều sâu là 5m, rất là rộng rãi nha quý anh chị. Nơi đây chúng ta có thể để một cái bàn thờ nhỏ để thờ ông bà tổ tiên. Và phía sau lưng của chúng ta là một phòng ngủ có chiều ngang là 4m và chiều sâu là hơn 4,5 m. Phúc xin nhắc lại, căn nhà của chúng ta có một gác lửng, chiều ngang là 4m, chiều sâu là 9m và được gia chủ gửi bán với giá là 980 triệu. Giá này chúng ta có thể thương lượng trực tiếp với chủ và chủ hứa sẽ bớt lọc lá cho chúng ta. Nếu quý anh chị quan tâm tới căn nhà thì có thể liên hệ với Phúc theo số điện thoại góc màn hình để tới xem trực tiếp căn nhà và chúng ta sẽ gặp trực tiếp với chủ để thương lượng giá. Và bây giờ Phúc sẽ quay cái đoạn đường từ đường TX25 vào căn nhà cho quý vị xem nhé. Hiện tại thì Phúc đang đứng ngay chỗ cầu đôi đường TX25. Từ vị trí này chúng ta vào khoảng hơn 200m là chúng ta sẽ tới căn nhà. Đường vào căn nhà toàn bộ là đường bê tông. Và đây là hướng vào căn nhà của chúng ta. Khoảng hơn 3 phút đi xe là chúng ta sẽ tới vị trí căn nhà nha. Căn nhà này thì dành cho những người thu nhập thấp, muốn có một cái nhà riêng để an cư lạc nghiệp. Lúc trước chủ hiện tại mới lên lập nghiệp thì mua căn nhà này, và bây giờ chủ đã giàu rồi, mua căn nhà mới to hơn nên bán lại căn nhà này. Phúc xin nhắc lại, căn nhà của chúng ta là một lửng, có chiều ngang là 4m, chiều dài là 9m và được chủ gửi bán với giá là 980 triệu. Hình thức mua bán là công chứng vi bằng. Trong bán kính hơn 1 km, chúng ta có chợ Thịnh Xuân, phường Thịnh Xuân, trường cấp 1, cấp 2, cấp 3, trường cao đẳng điện lực. Và từ vị trí căn nhà, chúng ta đi khoảng hơn 2,5 km là chúng ta sẽ về tới Gò Vấp. Hiện tại thì những căn nhà ở quận 12 có giá dưới 1 tỷ mà có diện tích ngang 4 và chiều sâu là 9, hiện tại bây giờ thì hầu như rất là hiếm. Nếu quý anh chị quan tâm tới căn nhà thì hãy nhanh tay nhấc máy điện thoại cho Phúc để tới xem căn nhà và chúng ta sẽ gặp trực tiếp với chủ. Video review căn nhà 4,9980 triệu của em đến đây xin tạm dừng. Phúc cũng đã quay rõ đường đi từ đầu đường TX25 vào căn nhà cho quý anh chị xem. Ngoài ra nếu quý anh chị muốn mua bán hay ký gửi hay tìm nhà ở quận 12 như thế nào thì cứ điện thoại cho Phúc và nói cái yêu cầu mà mình mong muốn, Phúc sẽ gửi những sản phẩm đúng như ý của quý anh chị. Xin chào và hẹn gặp lại quý anh chị ở những video sau. Xin chúc quý anh chị được nhiều sức khỏe và gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Video của em đến đây xin tạm dừng.